Trong những ngày qua, lợi dụng tình hình bất ổn chính trị ở Myanmar, Bangladesh, Venezuela và một số thay đổi nhân sự cấp cao ở Việt Nam, cũng như việc tiếp tục xử lý mạnh tay những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong, các đối tượng chống đối đã liên tục tung tin bịa đặt xuyên tạc về tình hình trong nước, bôi nhọ chế độ, bôi nhọ đảng, kích động biểu tình, bạo loạn, nhằm làm mất ổn định chính trị trong nước, hướng tới một cuộc cách mạng màu. Ở Việt Nam, tuy vẫn chỉ là những thủ đoạn, chiêu trò cũ, nhưng mức độ chống phá của chúng càng ngày càng trực diện và quyết liệt hơn. Trên trang mạng của luật sư lưu vong Nguyễn Văn Đài, tổ chức phản động Việt Tân, Chân Trời Mới Media, có nhiều bài viết với những luận điệu xuyên tạc trắng trợn kiểu như Venezuela hôm nay, Việt Nam ngày mai, chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo ngày càng thể hiện sự độc tài, tập trung quyền lực, bóp nghẹt tự do, tại sao Việt Nam cần có cách mạng màu, bao giờ có cách mạng màu ở Việt Nam, vân vân. Những năm gần đây đã xuất hiện một số biểu hiện manh nha của cách mạng màu, cách mạng đường phố, ở Việt Nam. Lợi dụng vấn đề khiếu kiện, tranh chấp đất đai, cơ sở tôn giáo, tranh chấp biển đảo, tình trạng tham nhũng gia tăng, khó khăn tạm thời trong đời sống của một bộ phận người dân. Các thế lực chống phá ra sức kích động, gây ra những cuộc tụ tập đông người, gây rối ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Tuy cách mạng màu đến nay chưa phải là nguy cơ trực tiếp đối với Việt Nam, nhưng đang tiềm ẩn những nguy hiểm đối với trật tự an toàn xã hội, bất ổn chính trị. Âm mưu của chúng là tập dượt cho một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam, hướng tới mục tiêu thay đổi chế độ chính trị ở nước ta khi điều kiện chín muồi. Trải qua những năm dài đấu tranh bảo vệ và phát triển đất nước, hơn ai hết người dân Việt Nam hiểu được giá trị của độc lập, tự chủ, sự cần thiết phải duy trì ổn định chính trị lâu dài, không để các thế lực bên ngoài can thiệp vào tình hình trong nước. Ổn định chính trị là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu, một lợi thế lớn giúp Việt Nam có thể duy trì môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi để bảo vệ và phát triển đất nước, đạt được những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử, giúp Việt Nam có được cơ đồ và vị thế quốc tế như ngày nay. Hiện nay, trong một thế giới truyền thông mạng xã hội phát triển không giới hạn, thì mọi sự kiện xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới đều sẽ đến tai người dân. Họ đều biết nguyên nhân dẫn đến những cuộc cách mạng màu, và ai đứng đằng sau những cuộc cách mạng đó. Và điều quan trọng hơn là họ hiểu rõ rằng những cuộc cách mạng màu sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho người dân. Dù cuộc sống còn những khó khăn, nhưng chắc chắn người dân Việt Nam không ai muốn đánh đổi cuộc sống mà họ có được như hôm nay để phải đối mặt với nguy cơ bất ổn, bạo loạn như đang diễn ra ở những quốc gia để xảy ra cách mạng màu. Những luận điệu suy diễn, kích động của các thế lực phản động, cơ hội chính trị về một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam không thể đánh lừa được người dân.